Chào cả nhà đến với channel tối hôm nay bác lại là chưa gọi xỉu đây nhà. Thế tụi anh em mình đem vào đây những gọi là hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì anh em mình cùng nhau để gọi là có những cái vốn liếng để cầu bác lại cho mình về bờ với cộng game từ DLC nhé mời. Thì với những công thức nhà tôi đánh thì anh em nhớ là vui lòng chú ý thì bên tôi đánh thì cực kỳ ổn áp ở nhà khi người chơi lại cộng game từ DLC ở nhà nhé mời. Thì duy nhất tôi là chỉ chơi một game này thôi bác, đấy ok chưa? Để tôi coi từ nay cầu đẹp đi không thôi bác, thì cầu đang có bảy tài thì mình đeo theo nhà bảy tài đi, theo nhẹ cây chủ tám thôi. Cái đầu tiên mở bác cây mở tám nhá. Cầu này thì anh em đưa ra để cho mình 113 mà. Đấy về lại 11 nhá. Về đại tài bác lại tài hai cũ. Về lại chừng cái tài hai cũ trước. Hôm nay bác cầu tiện cao mong là đánh ăn luôn này. Theo cầu à. Ở đây cầu nhau thế cầu mình thôi. Thế cầu thì mình cho mình ok luôn này. Tiếp tục về cầu cho mình nhá. Thì làm cái tay một chú tám bác đi làm mình cái tay thôi. Cái cầu không? Năm này năm sáu cái lậm nhé mời, vẫn tay bố nhé mời. Rồi, cái chú tám hấp này. Mở bác cái đầu là ok đấy, cái tay này xem này. Sáu này, sáu bốn rồi hấp luôn. Đấy, quả này cầu đang gọi là đầu tuần đang rất là gọi là mới mẻ nhé mạng. Nên người đánh nhỏ nhỏ thôi. Do là cầu đầu tuần nó sẽ bẻ các bác. Cái này về lại cây là 24 về lại cái tài tiếp. Cầu này anh em bác khớp về lại cái xỉu nhá. Hôm nay là tôi là nạp cái vốn đầu tiên là 30 triệu các bác, thường thường một ngày tôi nạp 30 triệu vào tôi sẽ kiếm vốn kiếm lời các bác, kiếm lời tầm 100M bằng cách là tôi đánh nhiều lần các bác, ok chưa? Thì theo những cái kỹ năng như mình đánh thì nên về cầu đánh này gọi là uy tín, không gì phải khó ở nhà đấy, cứ theo kỹ năng đánh uy tín ở nhà nhưng mà mình không có gì phải khó đâu. Đây vào đây thì anh em cứ gọi là chơi nhà mình ngay để mình anh em vào đây gọi là chơi cầu tại gà ở nhà với cộng nghe nhà mình các bác, thì vào đây chơi thoải mái thôi. Đây là giáo án đầu tuần. Đây cho em những giáo án đầu tuần. Rất là tuyệt vời mà rồi. Cố gắng là theo cầu lượm lúa bác cho ăn. Đầu tuần là lên giáo án mới mẻ cho nhà mình đây. Là cái tài 24 với lại cái xỉu 2M đi. Xem em ập lúa được không này. Ập lúa được không? Tài 24 nhá. Lượm tài không ta? Ôi gãy các bác, bị mẹ gãy rồi. Đấy, hai cầu gãy ấy bác, gãy thứ hai cầu luôn rồi, về lại bốn các bác. Hai cầu gậy nó về là bốn rồi, đánh nhẹ nhàng lại thôi chứ đừng có đánh mặt làm gì anh em ơi. Mình soi cầu ở theo công thức mà mình phải đánh là cứ gọi là đâm chưa làm gì này, về là xỉu bảy các bác, không có kép thì mình tiếp tục về đi lại cho mình làm tầm là cái xỉu nhá. Ok, đánh lại cái ba ba củ xỉu. Cầu này xem đang ra là đi tài mắt ba bác, tài mắt ba là tôi là chỉ định như nào bác, tài mắt ba được rồi, đây là ra là 14 16 bác, hát ra quả cầu 16 16 đi tiếp này, 16 đi cầu đi tiếp à, khó nhở, khó khăn nhọc nhằn. Con này anh em cứ gậy các bác, cứ gậy cho tôi luôn để tôi xem nào, tài nó to không. Rồi ok, con này đi cứ gậy nhé các bác, cứ là gậy cho mình, cứ gậy cho mình. Đó là cái hai đấy, nhẹ nhàng thôi, vào đây đánh nhẹ nhàng thôi, không gì về gọi là không gì mà khó hết, nên vào đây cứ sức khỏe em cứ gọi là chơi thoải mái, em không có gì mà lo đâu. Rồi tiếp tục với câu nào, tiếp lại cái xỉu 3M. Rồi ok, xỉu 3M nhá. Rồi ok, lậm các bác, lậm lúa. Ôi địch mẹ gửi cái hai lại mà, hay quá lời được là 800. Nói chung là đang về 4 đấy, bác đang là về 4. Đang về 4. Để mình xem nào. Cầu này đi là hai cây à? 76 rồi 77, 76 đây. Quả này cầu này đi tài mắt 3 bác, cái này đang đi tài mắt 3 em mà bẻ cho mình về xỉu đi. Về lại mình là cây 3.8 mới xỉu đây. Tài mắt 3. Ok rồi, cầu này thì hai xỉu đi trước thì đánh lại hai xỉu đi sau, anh về là cái tài mình thôi, là cái ba đấy, mong được khớp và đánh cho ăn các bác. Lời xưa như nào, làm được theo lời xưa không, và tiếp cầu tiếp nào. Nói chung là nếu mà anh đi quan trọng bác nhiều mà câu này đánh nó dễ dàng đến về bờ thôi, không gì phải khó. Rồi người đó tài ba cũ rồi, ba cũ tài, ba cũ tài tiếp nhá. Là mong là anh em mà đánh được là đầu tuần là được 83 86 anh em ơi. Đầu tuần mong đánh để cho ăn. Đầu tuần này không ăn được thì rất là gọi là buồn đời buồn chán. Tiếp là hai cây thôi. Xỉu rồi. Rồi bú các bác một cây nhá. Cái này lầm không? Địt mẹ 53 ra hai chó thế. À, vẫn đang lời được ít các bác mà lời được chỉ có 600k em ơi. Thế nghĩ lại ba xỉu, uống xỉu rồi, con này chơi đá lại bị xỉu à. Cái này 313 đây khó nhở. Cái câu này tự nhiên là đi là 313, biết cái này đã to rồi, này về là xỉu 6 có đánh quá. Xỉu 6 với lại ba cầu 33, con này về lại 33 để tôi có nút số nhá. Nút số đang ra là xỉu à, về lại ba cái tài à. Khó sang này nhờ. Nếu mà ra đây là ra thành là 52.
522, 5, 532, ôi, 533, 3 này, 5 này, 2 là 10, xỉu 10, xỉu 10 là về tài tiếp. Về tiếp tài tiếp, thông số số ra xỉu đánh tới về tài. Má cầu này đi hơi 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 khó khăn em ạ. Cái này đi xỉu mát mát mấy đây. Má cầu này 7-6-10, lại 7-6-10 khó đánh nữa nhở. 5-3-6 này, trời ơi, cái này về tài rồi. Ba cũ đi. Bọn gãy luôn, đánh gãy luôn bác. À, chắc gãy luôn. Kiếm là 5 triệu cũng được. Hôm nay là video này kiếm 5 triệu cũng được. Đấy, mở bác ngày mới. Nói chung soi công thức ngày mới, ok, một cái tài bú nhá mà. Một cái tài là bú. Này, phải tiếp tài không? 62 này. Đúng rồi, mày lựa gãy hộ tao nữa. Ok, bú nhá em ơi. Mày hẹn sự thêm nữa đánh bể xỉu là đi bụi ấy. Hiện tại mới đang lại được từ tầm 60 rồi. Đã được 60 rồi. Đánh thì chỉ cần là nhẹ nhàng đánh đi lên các bác. Không cần gì mà gọi là nhiều chuyện làm gì. Nhẹ nhàng đánh lên cái này, cái tài 16 đi đầu. Thì tài tài 16 đi tiếp tài. Bác tài 16 đi tiếp tài nhá. Tiếp tục lại cho mình cái tài ba cũ. Cầu đang đang đi đẹp, đang đi không biết là đẹp hay không, nhưng mà tuy theo tôi là cầu này đi là vẫn ok đấy. Với cậu này làm đi ba xỉu này, ba xỉu biết là gãy không ta? Tôi cầu này hay gãy lắm, mình biết là đi là về là cầu 32 đấy, ok chưa? Đấy, với lại cầu 32 ba cũ đi đấy, chấp là hai cái ba tôi xem điều thì có lại to to tí ấy mà cho nó gọi là vui vẻ đại ga đấy. Mở bác ngay đầu tuần cứ gọi là mới mẻ em ơi, không có làm gì gọi là khó khăn làm gì, đầu tuần vào đây mở bác. Rồi sao đi cầu à? Xong người nhá. Sơ về cầu tiếp nào, tài ba cũ không? Ba mở tài nhá. Ôi 53 này, đi mẹ 53 ra 2, cứ 53 ra 2 đi nó hoài nhỉ. Cái cây này cứ là lúc nào 53 ra 2 đi hoài. Rồi ôi định mẹ gãy hai cây luôn bác, thì mẹ thấy ông về vàng về về dinh không, đang lời phát gãy hai cây. Đánh như quả như đen bác, cầu này lại khó rồi. Thôi chịu này, con này đi vào xỉu thôi. Biết là về được xỉu hay không à? Về xỉu 8 không? Về xỉu tiếp. Bây giờ mình đánh lãi và đang là kiểu như là 30 triệu 800 đúng không? Mình đang lãi được tầm chỉ có 300k, 400k thôi. Bây giờ mình đánh lại lời lại tầm là 5M được, 5-6M được. Đánh lại cái 6 đi. Lại cái 6M cho mình về xỉu đi. Xỉu cái 6M đi. Lấy lại 5 triệu các bác, cố gắng lấy lại 5 triệu thôi. Này về ta lại 195 đi. 195k tài đi. Ông anh đi vào đây bắt lại được không đây? Bắt được xem như nào không? Có khó lại có khăn này. Về cầu đánh cái đại ga thoải mái các bác. Chơi lượm kẹo mà. Trường giấy cái xóa xé to các bác. Hên quá, bên này đánh là thua bác thấy không? Bên này đánh là thua. Bên này về lại cái xỉu một cái 6 mét thử xem mà hợp lý không này. Hợp lý không vậy trời? Một này. Ôi, quá 63 là muộn thì mời thôi lầm lúa nhưng mà lãi 5 triệu được bác. Cái lần đầu tiên đánh ở trong gọi là cái ngày mới thì mình đánh có lãi được bác, là gọi là lấy được 836 lấy được cái lộc rồi, lộc phát rồi bác, ok chưa? Thì bây giờ mình chốt lãi là tầm là vài củ của ai mà. Thì mình đi uống ăn uống cà phê thì mình đã vào được, mình sẽ lên buổi sáng mới tiếp nhá và bắt đầu an ninh nhà mình. Nhớ là follow channel của tôi để có những cái video hay nhà mình để đánh tài xỉu bờ với cộng game thì đồ chơi nhá. Và xin phép mọi người tắt video từ đây các bác và tổng cho tất cả anh em nhé mời. Bye bye anh em vào những video lần sau bác, ba mọi người nhá.